Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một con xe Ibet sườn nhôm, dây đi trong sườn. Con xe này thì nó là xe Ibet nhưng mà dáng lại có vẻ hơi hướng của cào cào. Bánh 28. Xin lỗi, bánh 27 nhé. Caminox vành nhôm, sườn nhôm. Dây đi trong sườn. Đèn trước cảm ứng. Tự động sáng khi trời tối. Đèn sau thì là đèn năng lượng, xịn sò luôn. Cái đèn của con xe này cực chất. Tóm lại thì là xe còn nguyên zin, kể cả yên rổ. Bây giờ mình quay cận cảnh để các bạn cùng xem. Đây, đây ngay từ bộ đầu các bạn nhìn thấy bộ đầu thế không? Sáng bóng đúng không? Nào, bắt nét cho mọi xem nhé. Đấy, sáng long lanh, cái tay đè nhìn là như mơ luôn. Đây, mình bắt nét để các bạn xem có đúng không nhé. Đấy, tay đè này. 5 này, 4, 3, 2, 1. Rất hiếm khi có được cái tay đè đẹp như thế này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Đấy, các bạn nhìn thấy cái tay đè này. Từ cái bao tay nhé, và cái tay đè nhé, nó đẹp như thế này nhé. Đây, quay lại cái... như thường lệ thì cái vẫn là thắng khóa cổ nhé. Đây, vẫn là cái khóa cổ. Đó. Về cái thắng thì vẫn là hàm thắng chính hãng của Beton. Hàm thắng trước 3 mảnh, hàm thắng sau là bi. Thắng bi nhé. Hay là thắng bạc đạn cũng vậy đấy. Đèn thì có cái quả đèn cực chất, đèn ba bóng to vật vã luôn. Mà sáng, sáng rực rỡ luôn. Lát mình ấy cho các bạn xem. Đấy, đây này, này. Lăn nhẹ bánh là chớp này. Này. Đấy. Rồi, mình lăn để mình tìm cái chữ Beton. Đây. Đấy, vành nhôm sáng quắc nhé. Các bạn nhìn cái vành nhôm rất đẹp nhé. Cam inox. Vỏ thì vỏ này cực xịn rồi. Vỏ này đây. Vỏ Beton như mới. Đây, cái độ mới của nó thì đây nhé. Quay cận cảnh cho anh em nhìn. Đấy, còn nguyên ba vi ở đây này. Đây này, cái ba vi mà ở giữa đấy. Cái đường gân ấy, còn nguyên này. Còn thôi lông lá thì kín hai bên luôn nhé. Đấy, từ cả râu cả lông đều có luôn. Đấy. Đấy. Còn cái bộ bánh thì nó như thế này. Đùm này là đùm vỏ nhôm. Đó. Beton chính hãng nhé. Đèn thì cực xịn. Lát mình test cho các bạn xem. Đẹp đẹp lóng lanh luôn. Đấy, màu thì màu xám bạc. Vừa mới rửa xong quay ngay. Chưa kịp khô nữa. Mình nói thật chứ không nói chơi đâu nha. Đây này. Mình quét cho các bạn nhìn thấy những cái giọt nước này. Đấy, những cái giọt nước nó còn quyến luyến, nó chỉ kịp rơi này. Đấy, nè. Màu sơn thì đây, khẳng định là xám bạc, Beton nhé. Đấy. Rồi, kính thưa các loại tem thì nó nằm ở đây. Đây, từ xuất xưởng KCS, rồi tem nọ, tem kia. Đây, kính thưa các loại tem Nhật, chả thiếu cái gì cả. Tem này thì ở đây nó có chữ Japang, còn cái này là bảng chữ Nhật. Chữ Nhật thì nó biết mình. Mình thì gần như là không biết nó. Đó. Vẫn là cái giò đĩa bằng nhôm nhé. Đấy. Cái này là ấy này. Đấy nó. Cái chắn này là có chữ Ibet. Còn lành lặn nhé. Đồng thời ở đây có chữ Beton. Các bạn có muốn bảo like cũng không có like được đây. Có chữ Beton to tờ bố đây. Đấy, Beton này. Đấy, Ibet là tên xe, Beton là hãng sản xuất. Rồi, con này thì con trống chữ Azin nhé. Đùm 5 số để đây mọi người ơi, nó long lanh như thế này. Các bạn thấy cái đùm trước, đùm sau có đẹp không? Này, long lanh nhé. Đấy, 5 số này. Cái từ này có nghĩa là liên tiếp, ha, liên tiếp 5, tức là 5 tốc độ. Đấy, vẫn là cái vành nhôm rất đẹp. Đây này, vành nhôm sáng bóng luôn, sáng quắc. Đấy, như mới luôn, đẹp lắm. Rồi. Quả yên này thì các bạn không có phải hỏi mình nhé. Yên gì nhé? Nó là Beton và cho dù có chùi cái chữ này đi ha, thì nó vẫn là Beton. Đây. Đấy. Quả nó là Beton là như thế này. Yên thì lành tít nhé. Không những lành mà nó còn đẹp nữa. Không tí vết luôn. Quả yên này. Đấy. Độ êm thì đây. Các bạn nhìn kỹ tay mình nhé. Này. Đấy. Đấy, cứ như là mông này. Đấy.
Con này ấy, có cái ba ga sau, không phải là zin của Nhật nữa đâu, không phải hàng Nhật bạn ạ, mà là hàng Beton. Hàng Beton chính hãng đây này. Đấy. Đây. Đúng không? Beton dập chìm luôn, dập chìm không lại. Tem giấy thì các ông lại bỏ ông báo ông vẽ vào. Đấy, đây, dập chìm luôn nhá, cái này mình chịu nhá, không dập được nhá. Đấy. Đèn đây. Cái quả đèn này thì đây này. Nó sáng như thế này, các bạn sáng thấy nó rực rỡ không? Đấy. Và cái quan trọng thì là nó mới lắm. Đấy, cái đèn này là đèn đời cao nha. Các bạn để ý xem nhiều thì các bạn thấy cái đèn này đời cao, không giống như những cái đèn trước, cũng là năng lượng nhưng nó đời cao. Xịn hơn, đời cao thì nó xịn xò hơn. Đấy, chất hơn. Đây. Nhìn rất khủng bố bên ngoài, nhìn đã lắm. Còn đây là cái thăng bi. Đấy. Còn đây là cái khóa cổ. Đây, mình sẽ test cho các bạn xem nhé. Đấy. Thì hiện tại thì đang khóa cổ nhé. Đây. Đấy, các bạn thấy cái ngõng khóa nó cắm qua này. Đấy. Thì đồng thời là cái này cứ ngắt này. Đây nhé. Này. Đấy. Em cứ thế vậy thôi. Nói cỡ nào cũng cứ không có lắc đầu ngú ngoẩy. Đây. Rồi cái này thì bây giờ chỉ cần một ngón tay nhé. Đây. Đấy. Ok, đẹp chưa? Chất chưa? Đấy, bây giờ thì mình sẽ gắn ấy và mình test cái đèn trước cho bạn xem. Đây. Mình quay qua đây mình test cái đèn. Mình nói rực rỡ là rực rỡ. Các bạn cứ... Mình không nói dốc đâu, thiệt. Đây này. Mình nói thật thì có... Nói thì có thể các bạn không tin. Nhưng mình quay cho các bạn thì các bạn sẽ tự trải nghiệm. Nhưng cái đèn này nó có rực rỡ không? Đèn sau thì tuyệt vời rồi đúng không? Mà cái đèn này này. Rực rỡ không? Đấy, sáng kinh hồn luôn. Đấy. Đây này, nó sáng mức độ này nhé, không cần quay nhé, chuyển nhẹ này. Chuyển nhẹ này. Đấy. Tức là hơi động lăn, khó lăn bánh là có sáng. Lăn chậm, lăn từ từ cũng sáng. Các bạn gọi là ý mình nói là các bạn vừa đạp, vừa đếm vòng quay nó vẫn sáng. Đấy. Rồi đây, bây giờ thì mình à mình test cái ấy cho bạn xem nhé. Đây. Đây, test cái bánh cho các bạn xem. À, test cái trơn. Đấy. Đấy, mình quay có hai vòng đấy. Không dám quay lâu thì nó ấy quá. Các bạn thấy cái đèn phía sau nó chớp không? Em mình cứ để cho nó từ từ nó quay ha, không có tắt vội ha. Chớn ơi là chớn. Đấy. Mình nhắc lại nhé, cái con xe này là con xe iPad nhưng mà dáng thì nó thiết kế là dáng cào cào. Đấy. Chứ nó không có con xe những cái người ta gọi là dáng cào cào thôi nhé các bạn nhé. Chứ không có con xe nào mặc định là à con xe đấy là con xe cào cào. Cào cào là người Việt mình gọi thôi. Đấy, nhìn cái tựa cái dáng nó giống như con cào cào đó. Đấy các bạn cứ hình dung cái dòng xe mà cái sườn thế sườn như này thì cái dáng nó gần giống con cào cào nó động. Thì người ta là người Việt mình Việt hóa gọi là xe cào cào. Chứ người Nhật thì nó không có xe cào cào. Tất cả các hãng kiểu dáng như thế này thì nó gọi là xe cào cào. Đấy, còn con xe này là xe iPad, dáng thì có thể gọi là dáng cào cào. Nhưng nó là tên xe là iPad, thương hiệu thì Beton. Đấy, sườn nhôm, dây đi trong sườn, chạy dây Cura. Đèn trước, đèn sau là hoàn toàn tự động, công nghệ cao. Đấy, đến như cái em này đây, bây giờ nó còn vẫn chớp này. Đấy, rồi, để mình gỡ cái máy ra. Đấy, nó vẫn miệt mài nó chớp đấy. Tại mình quay bây giờ là nó tầm... mình quay bây giờ hôm nay muộn, giờ nó mới hơi ngớt mưa, mình quay khoảng 6 giờ. Đấy. Đấy, con xe thì nó đẹp như thế này nhé. Zin hay không? Mình nói là zin. À. Xe rất đẹp, zin. Zin từ cái yên tới cái rổ. Đó. Từ cái vành tới cái căn. Rồi, bạn nào mà thích con xe này gọi ngay cho mình số 0939086797 để chốt đơn. Hoặc các bạn có thể chat Zalo số này.
Zalo số này mình nhắc bao nhiêu lần rồi, các bạn cứ chụp một phát gửi tin nhắn sang là nó nổi lên là mình chat. Nhưng các bạn mà thảnh thơi các bạn gửi kết bạn thì Zalo nó không cho gửi, cứ có tin nhắn là mình bật lên mình có cách liên lạc với các bạn được. Rồi, còn bây giờ mình xin phép dừng video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video mới nhất.